Bọn người này thật đáng hận mà. Bọn họ không những chơi chúng ta mà còn dùng cái đầu gỗ này để cười nhạo chúng ta. Xuất phát đến huyện Tịnh Hải bắt Dục Khắc Minh, cả vốn lẫn lời chúng ta sẽ đoạt lại. Viên Hạo, bây giờ ngươi biết tại sao ta tìm ngươi rồi chứ? Các ngươi thông đồng với nhau đào hố để cho lão đây nhảy vào sao? Ta thật sự không biết chuyện này là sao mà anh Hùng. Âm mưu của các ngươi chẳng lẽ ngươi không biết à? Anh Hùng ơi, huynh nghĩ đi. Nếu như ta biết, ta còn chạm vào nắm đấm của huynh hay sao chứ? Đây đều là kế của Dục Khắc Minh mà. Ngươi có biết không? Nè, Quách Nguyên Giáp là Dục Khắc Minh lợi dụng ta. Hắn chính là một tên khốn nạn. Hắn là kẻ xấu. Huynh đừng tiếp cận hắn. Huynh biết chưa? Ai hắn cũng hại. Hắn chính là lòng lang dạ sói mà. Hắn không phải là người tốt mà. Ngươi tưởng ngươi là người tốt sao? Hả? Trần Long, mục đích quan trọng nhất bây giờ không phải là đánh hắn, mà là làm rõ chân tướng sự việc. Tôi cũng đã nhận lệnh tìm kiếm tung tích của Cống Ngân, nhưng bây giờ sự việc không như tôi đã tưởng tượng. Tôi cảm thấy chúng ta đều bị người ta lợi dụng. Dục Khắc Minh lợi dụng ta đi cướp Cống Ngân giả, tự đem giấu Cống Ngân thật, sau đó tung tin giả để ta gánh chịu mọi oan ức. Thiếu đạo nghĩa quá. Cho nên hôm nay ta phải xuống núi bắt Dục Khắc Minh, cướp lại ngân lượng thuộc về ta. Chúng ta hãy phân tích tình huống, sau đó thương lượng nên làm gì. Nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu không cũng sẽ rơi vào bẫy của con cáo già này. Quách Nguyên Giáp, bây giờ chúng ta không phải là người cùng một con đường. Ta là thổ phỉ quan phủ đang truy bắt, còn đệ là tuần kiểm truy bắt thổ phỉ. Bây giờ hai chúng ta thương lượng đối sách ở đây, có phải là hơi nực cười hay không? Ít ra bây giờ huynh không cướp được Cống Ngân, tôi cũng không tìm được Cống Ngân. Hơn nữa chúng ta đều bị lợi dụng, đều là người bị hại. Biết đâu chúng ta bị người ta hại chết, cũng không biết vì sao mà chết. Cho nên hiện giờ chúng ta chưa phải là đối thủ. Nói có lý lắm. Không hổ danh là cử nhân. Tạm thời ta có thể chọn cách tin tưởng đệ, nhưng sau này sẽ như thế nào không cho đệ quyết định nữa đâu. Đứng lại. Đứng lại. Xin hỏi nữ hiệp, cô nương là ai? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Rút đao tương trợ hả? Hãy báo rõ danh tánh đi. Nhàn dân giả hạt, không danh không tánh. Chuyện giết giả quỷ, trừng phạt kẻ ác. Vậy cô nương tìm đúng người rồi. Tại vì là giả quỷ, vì là ác dân đi. Hãy thả bọn ta đi. Sao rồi hả? Không phải sợ, mà là cho ngươi một cơ hội. Cho ta một cơ hội, có thêm một quỷ nhân đúng không vậy? Được, ta sẽ thu nhận hết. Chờ xem ta thu xếp người thế nào. Trên kia ngươi có mùi gì vậy? Thơm quá đi. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi muốn làm thật với ta rồi.
Ôi! Ôi! Tên Dục Khắc Minh này gây nhiều tội ác. Hắn không những chiếm đoạt cống ngân, còn âm thầm bắt cóc dân nữ, bán đến nhà chứa ở Thiên Tân, hoặc là đem bán cho xưởng dệt ở Thiên Tân của bọn người nước ngoài. Ta cam đoan lời nói của Quách Nguyên Giáp là thật. Là thật đó. Coi bộ xuống núi lần này là đúng. Giết chết hắn cũng là thay trời hành đạo. Nhưng mà vấn đề không đơn giản như huynh đã tưởng tượng đâu. Thứ nhất, bây giờ số dân nữ đó bị giấu ở đâu, chúng ta vẫn chưa biết. Hơn nữa trước đó, số dân nữ bị cướp và đem bán đi, hiện giờ đang ở đâu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ còn cách lần ra manh mối, sau đó tìm cho kỹ, cứu bọn họ ra. Còn nữa, tung tích của số cống ngân đó chúng ta cũng không rõ. Chúng ta phải tìm được cống ngân, nếu không dù huynh có giết chết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta sẽ không phải trừ gian diệt mạo, so với cường đạo bọn huynh không khác biệt gì. Người có học quả nhiên là người có học, suy nghĩ rất là chu đáo. Nha, Nguyên Giáp, coi bộ trước đây ta mời đệ lên núi nhập bọn làm quân sư của ta, không phải là nhìn lầm người đâu. Ta có thể làm quân sư cho huynh. Ê, cầm cái miệng lại đi. Nguyên Giáp, vậy bước tiếp theo đệ định làm như thế nào? Bây giờ huynh có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Ta cảm thấy tạm thời có thể tin tưởng đệ. Vậy thì vậy đi, tạm thời huynh hãy ở đây, đừng hành động gì hết. Đợi chúng tôi trở về tìm hiểu rõ tin tức, mới lần lượt qua đây thương lượng với huynh đối phó lão hầu Ly Dục Khắc Minh này. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho ba chiêu. Được, tặng cho ta thêm một mỹ nhân. Hả? Người là ai vậy? Người hãy chết đi. Ồ, dữ mà cũng đẹp quá. Đừng động đến tiểu thư nhà ta, tiểu thư. Tiểu thư nhà ngươi à? Tiểu thư nhà ngươi sao? Tiểu thư của quốc gia, nha hoàn của quốc gia. Vậy ngươi nhất định là Dương Chỉ Lan rồi, đúng không vậy? Thê tử mới cưới của Quách Nguyên Giáp, đúng vậy không? Cầm cái miệng thúi của ngươi lại, ngươi không xứng nhắc đến quốc gia ta. tốt quá đi thôi. Đây hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Thê tử của Quách Nguyên Giáp đã rơi vào tay của ta.
tay ông mất ngựa nhờ qua được phúc đó. Bác nhà không phải dễ chọc ghẹo gì đâu. Tốt nhất người hãy mau thả bọn ta ra. Ta cho người biết đây, ta chuyên chọc ghẹo quốc gia đó. À, lại đây nào, lại đây. Đừng có dội, đừng có dội, đừng có dội như vậy. À, lần lượt từng người một thôi. Bây giờ hai người đã rơi vào tay của ta, là miếng thịt trong tay của ta. Ta thích ăn thế nào thì ăn thế nấy, thích đùa giỡn thế nào thì tùy ý ta. Hả? Lại đây, ta hôn người này xong rồi ta hôn người kia nha. Lại đây. Dạ, nào. Con mời cha ngồi. Dạ, có phải con... Dạ biết. Con muốn đi tìm Quách Nguyên Giáp. Chuyện Nguyễn Thu Thảo bị người ta cướp đi, con phải nói với cậu ta. Cậu ta giấu Nguyễn Thu Thảo ở nhà chúng ta. Xảy ra chuyện đại sự như vậy, không thể không hồi báo mà. Nhưng Kình Tôn à, con biết bây giờ cậu ta đang ở đâu không? Chắc là ở huyện thành thôi. Đúng vậy, con sẽ đi tìm quyền lệnh, có lẽ sẽ tìm được cậu ta. Đi đi. Nên nhớ, không được gây sự. Dạ. Quách gia bây giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, chúng ta chỉ có thể giúp cậu ta. Chuyện lớn như vậy, nếu xảy ra trên người chúng ta thì chúng ta không gánh nổi đâu. Con biết rồi thưa cha, con xin phép cáo từ. Thưa mẹ, tình hình sao rồi? Cũng như lần trước, y phục giặt bỏ lại bờ sông. Chúng con đã tìm trong đường cả ngày rồi, cũng không có tung tích gì. Có phải là bọn người lần trước làm không? Rất khó nói. Nhưng mẹ vẫn lo lắng Nguyên Giáp ở trên huyện thành không được yên thân. E là quốc gia chúng ta cũng không thể được yên thân rồi. Muốn được yên thân không phải dễ lắm sao? Cha. Cha, chúng ta hãy rời khỏi đây, đi miền Nam tìm thôn Trang nhỏ. Chúng ta sẽ ở lại, cách biệt mọi chuyện, là một người dân bình thường, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng mà thôn Tiểu Nam Hà này là nhà của chúng ta, chúng ta có thể đi đâu được chứ? Chúng ta trốn không được đâu. Ở huyện Tĩnh Hải lúc nào cũng có nhiều thị phi không mời mà đến. Thưa cha, có phải Nguyên Giáp lại gây thị phi rồi không? Đây chính là điều mà cha lo lắng. Nó tuổi trẻ háo thắng, rất dễ bị thiệt. Chắc là Lập Mai bị cướp đi rồi. Chuyện này xảy ra là nhắm vào chuyện Nguyên Giáp được làm phó tuần kiểm. Nguyên Khanh, con phải làm hết sức mình tìm cho ra Lập Mai, liên lạc với Nguyên Giáp. Cha luôn cảm thấy sắp xảy ra một trận đại chiến. Với ai? Hiện giờ vẫn chưa biết, nhưng cha đã ngửi thấy mùi vị mưa máu gió tanh rồi. Quá đẹp trăng tròn. Ta thích buổi tối như vậy. Bầu trời lớn và bầu trời lớn nằm gọn giữa trần đất. Ê, luồng khí hỗn độn quát nhiên dâng lên, trời cao hiển linh, tình tu hè lộ. Các người có biết cái gì là tinh hoa trời đất không vậy? Chính là lấy âm bổ dương, âm dương hòa hợp, dạng vật sinh sôi, trường sinh bất lão. Cút đi! Trời ơi, trong lúc này ngươi không phải người quyết định đâu. Người quyết định là ta đây. Ngươi muốn gì hãy nhầm vào ta, đừng động đến tiểu thư nhà ta. Trời đất ơi, nhà hòa mà cũng hung dữ quá vậy hả? Lần lượt từng người một ha. Sư phụ, sư phụ. Tìm sư phụ khó thiệt. Trời ơi, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Hiện ta đang rất bận. Sư phụ bản lãnh thiệt ha. Nương tử với nhà hoàng của Quách Nguyên Giáp đều bắt về đây. Ra ngoài, ra ngoài, ta làm xong chuyện chính đáng rồi nói sao. Ê, sư phụ chờ đã. Dục lão gia có chuyện tìm sư phụ. Tịch khốn đó hả? Độc ác, tham tiền. Thằng tìm ta làm cái gì? Đúng là có chuyện rất quan trọng. Ông ấy nói sư phụ trở về, vạn sự may mắn. Con sẽ đưa hai người họ về phòng, lát nữa sư phụ hãy hưởng thụ. Sư phụ xong việc, sau này ở huyện Tĩnh Hải mặc sức sư phụ tung hoành, ông ấy nói đó. Hắn nói như vậy thật hả? Thật mà, thật mà. Được rồi, vậy hắn lấy cái gì đón ta vậy? Con đã chuẩn bị cho sư phụ ba con ngựa. Thông minh, giải hai người này về đi. Dạ.
Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đại nhân, Nguyên Giáp, tình hình thổ phỉ đã xử lý như thế nào rồi? Chúng tôi đã giao chiến với thổ phỉ, bọn chúng rất xảo quyệt, vừa đánh là chạy. Hạ quan đã sai Lưu Bổ Đầu đuổi theo rồi. Ta biết rồi. Quắc Nguyên Giáp, công lao không nhỏ đó. Nguyên Giáp, bây giờ ta phải tuyên bố một chuyện. Kể từ hôm nay, Bành Bưu đã bị cách chức, do Tiêu Sùng Võ thay thế Bành Bưu nhậm chức tuần kiểm của tuần kiểm ty. Ngươi tiếp tục là phó tuần kiểm. Chuyện truy bắt thổ phỉ sau này sẽ do Tiêu Sùng Võ đảm nhiệm. Ngươi chỉ cần duy trì trị an của huyện thành, vậy là được rồi. Về nghỉ ngơi đi. Khoan đã, Quách Nguyên Giáp, ta hỏi ngươi, có phải ngươi niêm phong tiệm thuốc phiện của Dục lão gia? Không sai. Ta làm vậy là vì bình an của bá tánh huyện Tịnh Hải và dương pháp của Đại Thanh. Ta còn nghe nói ngươi đập phá tiệm thuốc phiện, tịch thu dụng cụ hút thuốc, còn bắt ngươi tháo dỡ phòng ốc. Có chuyện này hay không? Chính là như vậy. Được, bây giờ ngươi hãy đem dụng cụ hút thuốc trả lại chỗ cũ. Thả ngươi đã bắt giữ, đích thân gỡ bỏ giấy niêm phong đi. Đồng thời hãy tạ lỗi với Dục lão gia. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không để họ về, cũng không trả thuốc phiện lại cho ngươi. Quách Nguyên Giáp, bây giờ ta là tuần kiểm của tuần kiểm tư, ngươi là thuộc hạ của ta, ta lệnh cho ngươi đó. Tiêu Sùng Võ, ta cho ngươi biết, mọi chuyện đều do ta làm. Còn nữa, ta sẽ không thả ngươi, cũng không trả thuốc phiện cho các ngươi đâu. Ngươi muốn chết hả? Dừng tay. Đại nhân, Nguyên Giáp, ngươi đúng là không hiểu chuyện. Vốn dĩ ta cho ngươi làm tuần kiểm là vì trị an, để ngươi quản chính sự, không phải để ngươi quản chuyện nhàn rỗi. Bây giờ ngươi mau về, thả hết những người bị bắt, đem đồ của người ta trả hết cho người ta. Ngươi nên biết là bây giờ chúng ta có chuyện phải cầu xin Dục đại lão gia. Nếu ngươi khiến ông ấy bất tiện, làm sao ta đây làm quan được? Đại nhân, thuộc hạ muốn hỏi đại nhân một vấn đề. Nói. Tiệm thuốc phiện tàn hại bá tánh, tổn hại quê nhà, chẳng lẽ không nên diệt sao? Ngươi đúng là không hiểu chuyện. Đi hay ở tạm thời ta không nói, bây giờ ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Người không nên đắc tội nhất là trời cao, là bá tánh. Đứng thẳng người lên, tỉnh táo lên, đi. Nè, nè, đây là tuần kiểm tư. Sao ngươi có thể vào đây? Ta tìm tìm có Quy Giáp, huynh ấy có ở đây không vậy? Ngươi là ai? Ngươi tìm hắn ta có chuyện gì? Ngươi hãy vào nói huynh ấy, ta là bạn huynh ấy Nông Kình Tôn, huynh ấy sẽ biết ngay. Bây giờ không ai được phép gặp hắn ta hết. Tại sao vậy? Cấp trên có lệnh, người bình thường
không được gặp hắn ta. Người bình thường hả? Nhưng mà ta không phải người bình thường. Ngươi cũng không phải là người của quan phủ, sao lại không phải là người bình thường chứ? Đại nhân. Là tiểu tử ngươi sao? Ngươi đến đây có chuyện gì? Sao lại là ngươi? Là ta nè. Ngươi đến tìm Quách Nguyên Giáp có chuyện gì hả? Muốn tìm hắn để tố giác sao? Ta là thiên hạ của thiên hạ. Ta là tuần kiểm của tuần kiểm tư. Quách Nguyên Giáp là phó tuần kiểm. Hắn là tay phó của ta. Ngươi là tuần kiểm hả? Không sai. Một là ngươi ngoan ngoãn về nhà, hai là bắt giam ngươi vào ngục. Ngươi tự chọn đi. Ngươi đúng là không còn dương pháp gì hết mà. Ở đây là dương pháp, ta chính là dương pháp. Không phục hả? Hả? Quách Nguyên Giáp đâu hả? Hắn đang ngây người ra ở trong phòng. Giám sát hắn chặt chẽ. Dạ. Có chuyện gì lập tức cho ta biết. Dạ. Tiểu gia, tôi cứ tưởng giải quyết xong những ân oán giang hồ này chúng ta sẽ không còn chuyện gì, nhưng không ngờ chuyện ở huyện Tịnh Hải này còn phiền phức hơn những ân oán giang hồ nữa. Rõ ràng huyện lệnh đã bị Dục Khắc Minh khống chế, chúng ta cũng bị Dục Khắc Minh khống chế rồi. Tình hình đúng là phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tiểu gia, tôi à Phúc, sao ngươi lại khóc? Sợ rồi sao? Tôi có lỗi với cậu. Thiếu gia, tôi có lỗi với thiếu gia. Nè, A Phúc, tôi có lỗi với cậu mà, tôi đang chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu gia, tôi đang chết lắm. Tôi đã mấy lần muốn chết đi cho xong, nhưng tôi không nỡ xa cậu. Tôi không có can đảm đó. A Phúc, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tham sống sợ chết, bán đứng cậu. Đều tại tôi tham sống sợ chết, tôi tham sống sợ chết mà. Người nói rõ ràng đi. Hôm đó, cậu đưa Nguyễn Thu Thảo rời khỏi quán trọ. Tiêu Sùng Võ đã bắt tôi ở lại. Hắn dùng cái chết để uy hiếp tôi, buộc tôi phải nói cậu giấu Nguyễn Thu Thảo ở đâu. Lúc đó tôi nghĩ có thể là giấu trong nhà, nên tôi cố tình nói với hắn. Cậu giấu cậu ở nhà Đồng Lão Gia. Tôi sợ bọn họ giết tôi mới kêu Tiêu Sùng Võ đến nhà Đông Lão Gia. Kết quả đúng là ở nhà Đông Lão Gia thiệt. Sau đó Tiêu Sùng Võ đã cướp Nguyễn Thu Thảo từ nhà Đông Lão Gia. Đều tại tôi làm hỏng việc lớn của cậu. Đều tại tôi sợ chết mà. Là Tiêu Sùng Võ cướp người đi sao? Đúng vậy, chính là hắn cướp đó. Rồi hắn còn nhìn thấy tôi uy hiếp tôi, nói là nếu tôi nói chuyện này ra, hắn sẽ không để tôi ra khỏi trang diện này luôn. A Phúc, đứng dậy đi. Tiểu gia, ngươi đừng tự trách nữa. Ngươi không có lỗi. Ngươi là người tốt. Ngươi theo ta bao năm nay, ta là người hiểu rõ ngươi hơn ai hết. Nhưng ta biết ngươi là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Bao nhiêu lần nguy cấp, ngươi đều đứng ra can ngăn. Lần này bọn chúng giam chúng ta ở đây không phải vì muốn giam chúng ta, mà là tìm cơ hội tiêu diệt chúng ta. Chỉ là bọn chúng chưa tìm được lý do và cơ hội thích hợp mà thôi. Chúng ta phải tìm được số cống ngân đó và những phụ nữ mất tích. Chúng ta nhất định phải bắt họ về trừng trị trước pháp luật. Vậy thiếu gia, có phải tôi không còn là người tốt nữa không? À Phúc, trong tâm trí ta, ngươi mãi là một người tốt. Thật ra tôi không sợ chết, nhưng tôi không biết hôm đó bị sao nữa. Tôi lại sợ. Nghe nói võ công của ngươi rất cao. Ngươi muốn so tài với ta sao? Ta muốn bái ngươi làm sư phụ đó. Ta còn nghe nói ngươi là sát thủ tiền thưởng. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể giết chết bất cứ ai. Ngươi muốn bỏ tiền ra hả? Ta bỏ tiền ra, ngươi làm cho ta. Ta đắt lắm đó. Ngươi ra giá đi. Sợ ngươi trả không nổi thôi. Chỉ cần ngươi ra giá, có người sẽ trả nổi. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ không trả giá. Chỉ có một điều kiện, cùng làm với bọn ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm vậy không? Ngươi chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Ngươi là vậy sao? Chúng ta đều là như vậy. Ta muốn gặp thủ lĩnh của ngươi rồi mới nói đi. Ai chứ?
Dục Khắc Minh. Ừ. Xin thỉnh An đại nhân. Đứng dậy đi Nguyên Khanh, sao cậu tới đây vậy? Đại nhân, Nguyên Giáp sao rồi, vẫn làm việc tốt chứ? Cậu đừng lo lắng, hắn làm việc khá tốt. Chào tôi, rất lo cho tính khí của Nguyên Giáp. Hãy về nói với cha cậu, kêu ông ấy yên tâm. Dạ. Đại nhân à. Nói. Nhà tôi lại có chuyện rồi. Tôi muốn báo án với đại nhân là Mai Nha Hoàng nhà tôi ra bờ sông giặt y phục thì đã mất tích rồi. Giống như lần trước đại nhân đã gặp, bỏ lại y phục của bờ sông, người thì mất tích. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy đâu hết. Tôi nghi ngờ không biết có phải bọn người lần trước làm không. Có phải bọn người lần trước làm hay không, ta không dám khẳng định, nhưng nhất định là người xấu làm, bọn khốn kiếp này. Được, Nguyên Khanh, ta biết rồi, cậu về trước đi. Vậy chuyện này phải làm sao đây? Thiếu gia, tình hình bên này có cần nói cho lão gia biết không? Khoan đã. Có cần cho Trần Long biết không? Tính khí con người Trần Long này rất nóng nảy, lúc nào hắn cũng muốn giết người, không thể cho hắn tham dự, cho nên đợi sau khi điều tra rõ sự tình rồi hãy nói. Quốc phó Tuần Kiểm, Tiêu Tuần Kiểm, mời ngài vào trang diện tham gia kiểm duyệt. Kiểm duyệt gì vậy? Mời ngài đi theo tôi. Thiếu gia cẩn thận nha. Các vị huynh đệ, vì muốn tăng cường sức chiến đấu của Tuần Kiểm Tư chúng ta, cũng vì muốn bảo vệ an toàn cho bá tánh huyện Tĩnh Hải được tốt hơn, cho nên ta đã mời sư phụ võ công về đây dạy võ công cho mọi người. Tại vì ông ấy không muốn tiết lộ tên tuổi của mình ra ngoài, vì vậy chúng ta xưng ông ấy là sư phụ được rồi. Bây giờ hãy nhiệt liệt hoan nghênh chào đón sư phụ võ công. Được. Sư phụ xin mời. Quát Nguyên Giáp đúng là không đánh không quen biết. Chúng ta lại ở bên nhau rồi. Sao hả? Có thấy chui không? Vỗ tay. Được. Hay lắm. Huynh đang đi đâu vậy? Kinh Tôn, sao cậu lại ở đây? Có phải huynh tìm Nguyên Giáp không? Đúng vậy, trong nhà lại xảy ra chuyện, tôi phải cho nó biết. Huynh đừng có tùy tiện vào trong, trong đó đều là người xấu hết. Tôi nghĩ Nguyên Giáp đã bị giam lỏng rồi. Hả? Ở đây xảy ra chuyện gì rồi? Dục Khắc Minh, bây giờ kiểm soát cả huyện Tĩnh Hải này hết rồi. Hả? Vậy phải làm sao? Bái kiến Dục đại lão gia. Ngươi từ đâu về đây vậy? Tuân theo lệnh của lão gia đi giám sát Quách Nguyên Giáp. Tiếc là tiểu nhân đến đó hắn đã đi rồi, nên tiểu nhân mới mau chóng trở về. Ngươi đã biết những gì rồi? Cho đến bây giờ tiểu nhân vẫn chưa gặp Quách Nguyên Giáp, nghe nói hắn đã về rồi. Được, ngày mai ngươi hãy đến Tuần Kiểm Tư làm việc, ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi, đa tạ Dục lão gia. Đa tạ Dục lão gia. Đa tạ lão gia. Lão già, bên Thiên Tân cho người đến rồi. Có chuyện gì? Kêu chúng ta mau chuyển người qua đó. Bên đó đang rất cần người, chậm trễ là không có giá tốt. Vậy thì người mau chuyển người qua đó đi. Lão già, bên này chúng ta chỉ có 8 người, bên đó cần đến 20 người. Đều là Quát Nguyên Giáp phá hỏng mua bán của chúng ta. Người mau nghĩ cách gom đủ 20 người, lập tức chuyển đến Thiên Tân. Dạ. Là đâu? Tiểu thơ, lão già Bạch Hồ Tử đó, rốt cuộc lão ta là ai? Ta cũng không biết, nhưng xem ra lão đến là nhắm vào Quách gia. Đều là vì Lạp Mai, đều là vì cứu tôi nên tiểu thơ mới bị bắt. Xin lỗi tiểu thơ, tình nghĩa tiểu thơ dành cho Lạp Mai cả đời Lạp Mai sẽ không bao giờ quên đâu. Lạp Mai,
tuy muội là nha hoàn của ta, nhưng trong bao nhiêu năm qua, lúc nào ta cũng coi muội như muội muội. Vì ta, muội đã chịu không ít cực khổ. Từ nhỏ tới lớn, ta kêu muội làm gì, dù muội không bằng lòng, muội cũng làm theo. Đó là vì tiểu thơ đối xử tốt với Lạp Mai. Lạp Mai không biết nên báo đáp tiểu thơ như thế nào. Thậm chí ta kêu muội thay ta xuất giá, muội cũng cam chịu. Không phải đâu tiểu thơ, không phải tôi thay tiểu thơ xuất giá, chính là tiểu thơ xuất giá. Tôi chỉ là người hầu thôi. Lạp Mai, muội cho ta biết, muội có thích Nguyên Giáp không? Tiểu thơ ngốc à, tiểu thơ và thiếu gia là một đôi trời sinh. Hai người, cậu ấy phải là phu quân của tiểu thơ. Ta cảm thấy có lỗi với Quỳnh ấy. Bây giờ ta đã giục mất Quỳnh ấy rồi. Không có đâu tiểu thơ. Tiểu thơ đừng nghĩ như vậy. Tôi có thể nhận ra, trong mắt thiếu gia đều là tiểu thơ, trong mắt chỉ có tiểu thơ thôi. Làm sao muội nhận ra được? Lạp Mai, ta biết muội thích Nguyên Giáp, cho nên ta muốn... tiểu thơ đừng suy nghĩ lung tung. Lạp Mai chỉ là một nha hoàn, chỉ nên làm chuyện của một nha hoàn thôi. Chúng ta đều là nữ nhi, ta biết trong lòng muội thích Nguyên Giáp mà. Nói thật đi, muội đồng ý chăm sóc huynh ấy suốt đời không? Chỉ cần thiếu gia và tiểu thơ có thể tốt đẹp mỹ mãn suốt đời, Lạp Mai vẫn cứ mặt dày mày dạn hầu hạ hai người suốt đời luôn. Lạp Mai, nếu như ta không gả cho Nguyên Giáp, ta hy vọng là muội có thể chăm sóc cho huynh ấy suốt đời. Tiểu thơ, thiếu gia yêu tiểu thơ như vậy, hai người nhất định sẽ được tốt đẹp mỹ mãn suốt đời. Đừng suy nghĩ lung tung nữa tiểu thơ. Chúng ta hãy mau nghĩ cách làm sao thoát ra ngoài từ chỗ này đi. Người nói Dục Khắc Minh này làm sao khống chế được Quyền Lệnh? Hắn có tiền mà. Nhưng mà ta cảm thấy Quyền Lệnh không phải là vì tiền. Nào. Rồi tới lượt người đó. Ông đây. Cái gì vậy? Cản á. Trời ơi, đi lại. Quánh tôi tiền. Lại đi, lại cái chân dài đâu. Gì đâu. Tại người mà. Thắng thôi. Lại đi. Ngươi thua rồi. Trời ơi, có vậy con biết chơi nữa. Có cần ta chỉ ngươi không? Lý Hy Thiếu Gia nhìn đi. Ở đây có một bức thư. Nhưng nửa đêm nửa hôm, ai đưa thư cho chúng ta vậy? Đông đầu tới mau. Lần trước ở quán trọ ta cũng nhận được một bức thư, xem ra người này không phải người xấu. Đã khuya vậy rồi cậu đi một mình hả? Chắc là có chuyện quan trọng, ta phải đi xem thử. Thiếu gia, nếu cậu thật sự muốn đi, hãy kêu Đại Bà Liễm cùng đi với cậu. Thôi đi, khuya như vậy rồi cho hắn nghỉ ngơi đi. Lỡ như thật sự có chuyện gì đó cũng có thể phối hợp nhau mà. A Phúc, ta phát hiện thần sắc của Ba Liễm ca hai hôm nay có chút không ổn. Với huynh ấy ta không yên tâm lắm. Hơn nữa đã khuya rồi, huynh ấy đây đi đâu? Vậy cậu phải cẩn thận đó. Thiếu gia nhà ngươi có bản lĩnh như vậy vẫn không yên tâm sao? Đúng rồi A Phúc, giúp ta một chuyện, tìm cho được Lưu Bổ Đầu, sau đó cho hắn biết, kêu hắn đến tìm ta, ta cần hắn giúp đỡ. Được, tôi sẽ lẻn ra ngoài từ cửa sau. Được. Dục phủ. Bái kiến Dục đại lão gia. Được, ta rất thích anh hùng. Nào, ngồi đi, dâng trà. Tiêu Sùng Võ nói với ta rồi, ngươi đồng ý góp sức cho ta, ta rất vui mừng. Chuyện ngươi nói ta đều đáp ứng. Lấy ra đây. Ngươi thấy sao? Ta nói giữ lời chứ?
Ta không thích lệ thuộc người khác, cũng không thích ai sai bảo ta. Ta chỉ góp sức cho một mình Dục đại lão gia mà thôi. Tất nhiên, Tiêu Sùng Võ phụ trách về mảng tuần kiểm tư, công việc cũng khá bận. Nếu người có chuyện gì, trực tiếp nói với ta, chúng ta sẽ bàn luận. Dục đại lão gia, giá trị của ta cao hơn nhiều so với tổng số vàng này của ông. Sao vậy? Chê ít hả? Không sai. Ngươi muốn bao nhiêu? Rất nhiều. Ngươi không định tống tiền ta chứ? Không phải. Ta chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn thôi. Tin tức tiếp theo đây, dù ông có trả bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nói đi. Có lẽ ông vẫn chưa biết Quách Quyên Giáp và bọn thổ phỉ cướp giật kia là huynh đệ. Họ đã bắt tay làm quà rồi, chuẩn bị cùng nhau đối phó với ông. Hơn nữa, còn một chuyện vô cùng bất lợi cho ông. Bọn thổ phỉ kia chính là đến để tính sổ với ông. Tại vì số tiền ông hứa trả cho họ không được thực hiện, thứ được đựng trong hòm đều là gỗ. Bọn họ quen Quách Nguyên Giáp sao? Bọn họ là huynh đệ. Lần này lão đây sơ suất rồi. Cho nên, ông phải dùng ta. Chỉ nhờ Tiêu Sùng Võ, ông không làm nên đại sự. Kể từ hôm nay, ông có thể coi ta như tâm phúc của ông. Ta sẽ cho ông được bình an vô sự. Làm sao ta tin ngươi được đây? Mọi chuyện ta đã nói, tức là chứng tỏ ta đồng ý hợp tác với ông rồi. Vậy tại sao ngươi hợp tác với Quách Nguyên Giáp? Bọn ta vốn dĩ là đối thủ, chỉ là ta tạm thời ẩn cư ở chỗ của hắn mà thôi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? 1/3 của số cống ngân đó. Nhiều lắm. Vậy thì ông sẽ mất hết tất cả. Nhìn lên đây. Nhìn lên đi. Nhìn lên. Xuất phát. Đại nhân tha mạng. Chạy mau đi. Đa tạ. Hảo tự tử, một mình ngươi cũng dám đuổi theo, còn đánh ngã mấy người của ta, còn như có bản lĩnh, nhưng ngươi đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Chuyện tốt ta gặp nhiều rồi, nhưng vẫn chưa gặp chuyện tốt của ngươi. Vậy thì sao? Ngươi muốn ngăn cản hả? Con ngăn cản được không? Các ngươi gây nhiều tội ác, thiên lý khó dung. Hôm nay,
ta sẽ bắt bọn người xấu các ngươi về quan phủ, đem hành vi xấu xa của các ngươi công khai ra ngoài. Quan phủ hả? Được thôi, ngươi bắt ta, ta có thể cùng về với ngươi. Ta rất muốn biết quan phủ làm sao đem ta công khai ra ngoài. Các ngươi đi trước đi, để ta đối phó với gã rắc rối này cái đã. Dạ, dạ. Đi, đi đi. Chà. Yeah.